đâu mà chết đến mấy cũng ai xem. Mời anh em cùng đến xem cái hiện trường của chiếc xe này. Đây là hiện trường của chiếc xe mà anh em thợ mang đến. Anh em thợ mang đến á, thì chiếc xe này á, chết hai con e xe, nổ hai con e xe. Con này mới thay vô cũng bị anh em nha, mới thay vô cũng bị luôn. Theo anh em mô tả thì cắm vô nó cháy cầu chì, rồi anh em thay cái cầu chì mới vô, sau đó anh em ngửi thấy mùi khét nẹt bốc khói ở trên e xe lên. Vậy thì cái nguyên nhân chạm chập ở đâu mà dẫn đến cháy e xe như thế này? Anh em cũng đã thay này, bơm xăng này, rồi COB này, COB. Vậy thì những cái phụ tùng này thay đấy, thật sự nó có hỏng hay không, hay là anh em đang dùng những cái phương pháp mà thay thế loại trừ? Làm thế nào để đo kiểm chiếc xe khi mà nó chạm chập, xác định được chính xác cái nguyên nhân hư hỏng của nó? Điều quan trọng nhất của một người thợ kỹ thuật sửa chữa xe máy hiện đại là anh em phải đo kiểm và xác định được chính xác cái lỗi hư hỏng ở đâu để anh em thay thế phụ tùng. Anh em không cần phải cao siêu, chỉ cần hiểu được cái cấu tạo nguyên lý hoạt động của nó, mạch dây, phân tích được cái mạch dây của nó là anh em cũng có thể làm được. Vậy thì trên xe này anh em cũng đã thay rồi, CKB này, CKB này, hai con ECM này, GLE 5 chân nè, bộ bơm xăng nè, bộ bơm xăng đây. Vậy thì một chút xíu nữa mình sẽ kiểm tra xem coi chiếc xe này nó chạm chập ở đâu và nguyên nhân ở đâu mà nó dẫn đến cái tình trạng là chết ECM như thế này. Mình cũng đã chia sẻ với anh em nhiều cái clip rồi, thì khi mà một cái con ECM mà nó chạm chập nó chết á, thì anh em cần kiểm tra CKB này, buồn vào và xem, quan trọng xem coi, đo kiểm xem coi cái con ECM này nó chết á, là nó chết ở cái tình trạng nào. Tất nhiên là cái con này chắc chắn với anh em là không phải là già quá chết rồi, đúng không? Già quá chết vô bình hương hòa thì không nói rồi anh em. Đây là con này thì xe này cũng mới thôi, xe này mới có mấy năm thôi mà chết con ECM này. Và đặc biệt đó là con này cũng mới tinh luôn, con này vừa mới khui hộp ra vừa cắm vô thôi, trong vòng một nốt nhạc thôi thì cũng đã cháy rồi. Vậy thì chắc chắn nó phải có cái nguyên nhân để dẫn đến cái hư hỏng cái xe như thế này. Vậy còn bơm xăng này có liên quan gì không mà anh em lại thay bơm xăng? Rồi le 5 chân này có liên quan gì không mà anh em thay rồi le 5 chân, rồi CKB nữa. Con CKB này nè, sau khi mà anh em thay vô rồi á, mình tới đây mình kiểm tra thì con CKB này nó không có chết, mình đã thay con CKB cũ vào rồi. Và con CKB mới á, mình đã đưa ra đây. Vậy thì khi mà xe mà nó chạm chập á, thì chết ECM á, thì anh em mình kiểm tra xem coi ECM nó chết ở cái trạng thái gì. Thì đây là mình kiểm tra cho anh em xem này, hai con ECM là chết anh em nha. Thì anh em sẽ coi là nó chết ở cái trạng thái nào. Hai con ECM này á, nó chết ở cái trạng thái nó chập nguồn này anh em, chập nguồn đây, nguồn cắm ở đây anh em, dương bình ắc quy này, trực tiếp từ bình ắc quy này, này mát sườn này. Vậy thì thông thường ấy, anh em đo hai này thì chắc chắn nó không có nối nhau, không thông nhau. Nhưng bây giờ anh em nhìn thấy này, đo hai chiều đều thông hết này, đúng không? Đo hai chiều đều thông hết. Vậy thì con này chết là do chập nguồn này. Con này cũng thế là anh em mới tên luôn. Vậy thì hai con này chết á, là do chập nguồn. Mà chập nguồn ấy thì anh em thấy rồi, chập nguồn thì nó có liên quan tới bơm xăng hay không, liên quan tới rồi le 5 chân hay không, và nó có liên quan tới cái CKB hay không. Tất nhiên khi mà cái xe mà nó bị chập chết ECM thì anh em phải cần kiểm tra kỹ chính xác. Sau khi mà xác định được chính xác cái lỗi ở đâu rồi thì lúc này anh em mới cắm cái con ECM mới vô. Đây là con ECM mới này anh em, chưa phui bật gì cả, đúng không? Nhưng mà mình chưa cắm vô. Vì sao? Mình chưa có đo kiểm mà mình chưa có xác định được cái nguyên nhân hư hỏng của nó thì mình cắm vô. Thì nếu như mà mình cắm vô nữa thì có thể là nó sẽ cháy ECM nữa. Và lúc này anh em phải bỏ cái tiền túi ra và anh em mua cho khách hàng thôi. Anh em thấy những cái bài học trường đời thường nó rất là cái học phí rất là cao. Như anh em thấy là hai con ECM này, cái bộ bơm xăng và cái RL 5 chân và cái CKB này, thì anh em thấy là cái học phí rất là cao rồi đấy. Học phí nó rất là cao rồi. Thì mình đã chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi. Anh em cần phải có cái kiến thức để anh em xử lý những cái tình huống của xe, hệ thống điện xe thế hệ mới.
khi mà mình có những kiến thức rồi, mình đo, mình xác định chính xác rồi, mình tự tin mình làm việc và cái tốc độ xử lý công việc của mình nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Cái tốc độ xử lý công việc á, nó rất là quan trọng. Anh em xử lý công việc nhanh á, thì cái thu nhập của anh em sẽ cao. Và nếu như anh em mà xử lý cái tốc độ xử lý công việc của anh em một ngày mà anh em làm có một chiếc xe này mà còn bị như thế này nữa, thì cái thu nhập của anh em làm sao mà có thể cao được. Anh em thậm chí anh em còn lỗ vốn, anh em phải bỏ tiền túi ra. Cái tốc độ xử lý công việc quan trọng, nhưng cái phương pháp đo kiểm chính xác, xác định nguyên nhân hư hỏng chính xác đó, nó còn quan trọng hơn rất nhiều. Nên anh em cần phải có những các bước đo, anh em cần phải có những cái kỹ thuật đo để làm sao xác định được cái nguyên nhân hư hỏng của nó. Vậy thì đầu tiên này, mình sẽ đo kiểm tra cái mạch dây từ ECM xuống. Đây, dây từ ECM xuống CKB xem có chằn chập hay không. Thì đầu tiên là mình sẽ đo nguồn xem coi nguồn từ CKB xuống đây có chạm hay không. Đo tất cả các dây luôn, trừ dây mát ra, đúng không? Nếu như mà anh em rút cái ECM ra rồi thì tất cả các dây này không được chạm với mát sườn, kể cả cái dây mát luôn, từ ECM đi xuống. Anh em thấy là không chạm. Vậy thì ông này không chạm với mát sườn rồi, mình sẽ làm một cái thao tác nữa là mình sẽ đo với dương xem coi nó có chạm chập với dương hay không. Anh em thấy không? Tốt này đúng không? Tốt. Vậy thì sau khi mà mình đã đo kiểm cái mạch dây từ ECM về đến đây không chạm chập thì mình cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Nhưng anh em lưu ý là anh em phải quan sát về cái vấn đề ngoại quan. Có những trường hợp là anh em đo ở cái thời điểm mà anh em đo nó không chạm, nhưng mà có khi là anh em nhúng xuống hoặc là anh em ngồi lên thì cái vị trí mà nó bị bong chóc dây điện ra đó, lúc đó nó mới chạm nhau. Thì mình cũng phải kiểm tra cái ngoại quan của nó bằng cách là mình quan sát xem coi dây điện nó có bị chóc nứt ở đâu hay không, dây điện nó có bị chảy xước hoặc là cạn sườn hay không. Thì mình đã kiểm tra quan sát hết rồi và mình cũng đã đo rồi, thì bây giờ mình đã khẳng định được cái đoạn dây từ ECM về đến CKB này tốt. Vậy thì tiếp theo này, mình sẽ đo cái CKB này. Đo CKB thì mình đo xem con CKB này còn sống hay không. Thì trong cái phần mà chia sẻ cái kiến thức của mình thì mình chia sẻ rất rõ về cái vấn đề CKB này, cái cấu tạo nguyên lý hoạt động của nó và các phương pháp đo kiểm này nó như thế nào để mà nó chính xác. Rồi sau khi mà mình đo kiểm xong rồi á, mình xác định là con CKB này không chạm chập này, con CKB này còn tốt này nè, đang còn sử dụng được. Vậy thì mình đã thay vào rồi và mình kiểm tra coi nó có chạm chập hay không bằng cách là mình vẫn đặt một que đo mét. Mình xem coi lỡ đâu anh em, có nhiều khi là anh em bắt cái con CKB đó vào nhưng mà khi anh em siết cái bát đè nó thì có thể nó chạm chập. Thì bây giờ anh em cũng có thể kiểm tra đo với mát xem coi có chạm chập hay không. Bây giờ mình đo là chắc chắn là không có chạm chập rồi. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái chụp nhựa vào. Rồi mình gắn CKB vào. Rồi sau khi mà mình đo kiểm xác định rồi anh em, thì anh em biết nó chạm chập ở chỗ nào không? Bây giờ mình sẽ chia sẻ anh em này. Anh em nhìn thấy đây là cái vị trí chạm chập mà dẫn đến cái nguyên nhân á, là chết hai con ECM. Cái dây đen sọc trắng này anh em nhìn thấy là đây là cái dây nguồn sau khóa. Dây xanh sọc đen này á, là dây mát đi về ECM này. Vậy thì anh em thấy là nếu như ông này mà chạm chập vô mà nó cháy cầu trì một lần mà anh em không kiểm tra, anh em không xác định được chạm chập ở chỗ nào, mà anh em cố tình anh em cắm mũi cầu trì khác hoặc anh em cố tình anh em nối một cái dây điện nó đi qua cái cầu trì đó, thì chắc chắn với anh em luôn, ECM nó sẽ như thế này đây, nổ như thế này đây. Và lúc nãy là chập nguồn rồi, mình cũng đã đo cho anh em xem rồi.
hai con, một con cũ và một con mới tinh. Vậy thì bây giờ mình sẽ nối cái dây này lại và mình quấn lại. Đây anh em nhìn thấy này. Bây giờ mình sẽ nối cái dây này lại. Khi mà bên kỹ thuật bên mình đo thì anh em thấy này, thấy nó chạm chập cái dây nguồn sau khóa, mà lúc chập lúc không thì lúc này anh em cần phải kiểm tra, mở ra kiểm tra xem có nó chạm chập ở đâu, chứ không thể nào mà làm một cách sơ sài được. Em nhìn thấy này, đây này, cháy dây này đúng không? Đó, để tí nữa mình sẽ đốt nó ấy, nó lại tạm thời mới vô đây đi, quấn cái dây nguồn nó lại đã. Mình tạm thời là mình cho cái dây nguồn vào cái ống gen đốt đã. Rồi tạm thời để đây, chút xíu nữa bên kỹ thuật bên mình sẽ nối thêm cái dây nó dài ra để cho khi gắn cái bao tử vô nó không có bị căng, không bị căng. Rồi bây giờ sau khi mà mình đã đo kiểm hết rồi, mạch dây TB mình cũng đã đo kiểm rồi anh em nhé, dây TB mình cũng đã đo kiểm rồi, thì mình cắm vào. Rồi bây giờ mình sẽ bóc cái con ECM mới ra. Sau khi mà mình gắn con ECM mới vào rồi á, mình sẽ kiểm tra lại cái bơm xăng và cái rò le 5 chân xem coi anh em xác định là có phải là đúng nó hỏng hay không. Con này thì có thể kiểm tra ở bên ngoài, anh em có thể cấp nguồn cho nó và anh em đo áp ở đây cũng được. Nhưng mà mình làm từng bước đi, mình sẽ ghi cái con ECM này vô. Rồi sau khi ghim rồi mình sẽ tắt khóa đi, mình bật lên. Rồi bỏ máy anh em. Vậy thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái con rò le này á nó còn sống hay không. Bây giờ á có ở trên xe rồi á, có ở trên xe rồi anh em thấy này, có thể là nó bị dập cái vỏ bên ngoài rồi đúng không? Có ở trên xe rồi thì mình ghim vô, mình thử nó nhanh, còn nếu không thì anh em vẫn có thể đo được ở trên này. Nhưng mà bây giờ có trên xe rồi, mình sẽ cắm kiểm tra trực tiếp ở trên xe luôn. Con này chút xíu nữa anh em lấy cái băng keo trong á, anh em quấn nó lại. Nếu như nó còn sống anh em quấn nó lại để nước nó khỏi vào. Em thấy là chiếc rò le nó vẫn còn chạy được đúng không? Thì chút xíu nữa mình sẽ quấn lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay lại cái bơm xăng này xem coi cái bơm xăng này có phải rằng nó bị lỗi bơm xăng hay không, hay là anh em dùng cái phương pháp mà thay thế loại trừ. Thì anh em thấy là rất là nhiều các chi tiết, các thiết bị làm sao mà anh em có thể đủ đồ để anh em thay thế mà loại trừ được. Mình là cái cửa hàng phụ tùng xe máy Quân Hiền cũng khá là đầy đủ đồ, nhưng mà mình cũng không bao giờ sử dụng cái phương pháp mà thay thế loại trừ, vì làm sao mà có đủ phụ tùng để thay thế loại trừ anh em. Mỗi một xe nó có rất là nhiều các phụ tùng thay thế, làm sao anh em có thể mà thay có đủ để thay thế loại trừ. Vì vậy anh em cần phải có cái kiến thức để anh em đo kiểm để xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng của nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái bơm xăng ra và mình thay cái bơm xăng. Cái bơm xăng này thì mình vừa mới cấp nguồn cho nó thì motor vẫn còn chạy nè, nhưng mà nó đủ khí hay không, đủ áp hay không, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra từng bước xem coi cái motor thì còn sống nhưng mà nó có đủ áp hay không. Rồi bây giờ mình tạm thời mình gá cái bơm xăng vô trước, mình kiểm tra xem có cái bơm này còn hoạt động được hay không. Vậy thì mình đã gắn cái bơm vô rồi. Và bây giờ mình cần cái đồng hồ. Dùng cái đồng hồ mình đo áp.
Anh em thấy là cái bơm xăng này vẫn còn hoạt động được anh em nhé. Bơm xăng này anh em nhìn thấy này, vẫn đủ 3 kg này, đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ gá vào chiếc xe và mình cho nổ máy xem. Khi mà mình đo kiểm, mình xác định chính xác cái nguyên nhân hư hỏng chạm chập của nó, cái nguyên nhân chạm chập mà dẫn đến cái hậu quả là chết cái con ECM đó, thì bây giờ mình có thể tự tin mình giao xe. Nem dán này cho nước nó khỏi vào thôi. Cái hộp này nó bị bể thôi, anh em có thể là bị con gì đó, có thể là cán lên hoặc là bị rớt đồ nghề hay là làm vấn đề gì đó nó bể cái hộp này, thì anh em có thể dán keo nó, nước nó khỏi vào thôi. Rồi khi mà anh em mở cái bơm xăng ra thì thường hai cái xin này nó hay bị nở nè, anh em nên thay cái xin mới và mình vô cái nhớt vô cái xin này. Sau khi mà mình đo kiểm, mình kiểm tra lại nó thì anh em thấy rồi len nắp chân này cũng không có bị hỏng. Đây, con mới đây, hai con cũ rồi trở lại. Nó hơi bể cái vỏ thôi, quấn cái băng keo trong để cho nước nó khỏi vào thôi. Rồi cái bơm xăng đâu rồi? Đây, cái bơm xăng này cũng không có hỏng anh em nha. Rồi CKB không hỏng. Vậy thì cuối cùng là chỉ bị chết hai con ECM này thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chết ECM này á, chập cái đường dây nguồn vào cái dây mát VS, dây mát ở biến VS á, thì cái quan trọng nhất á, là anh em phải xác định được cái gốc của nó, chứ không phải là khi mà anh em thấy chết ECM mà anh em cứ mua ECM về anh em thay. Mình phải tìm ra được cái nguyên nhân, cái gốc của nó coi như thế nào, chứ đừng đi giải quyết cái ngọn. Mình phải xử lý được tận tường cái gốc của nó thì lúc này mình có thể thông tin mà giao xe và mình bu lúa thôi. Còn nếu mà anh em cứ đi giải quyết cái ngọn này, anh em thấy này, đi giải quyết cái ngọn thì anh em thấy là hai con ECM này thì cái giá trị nó cũng bao nhiêu tiền rồi, rồi cộng một số đồ nữa hay thế không chính xác nữa, thì anh em thấy là cũng cái phí mà anh em bỏ ra cũng khá là cao rồi. Vừa rồi mình vừa chia sẻ anh em cái lỗi chập dây điện dẫn đến chết ECM xe Vario, và sau khi mà mình xác định được cái chỗ chạm chập rồi thì lúc này mình có thể thông tin cho xe. Chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip sau nhé.